trong đề họ yêu cầu là phải đặt phải đăng nhập mới được bình luận đó. thì ở đây cái bài này nó không phân biệt là admin hay là hay là quản trị viên hay là người người bình thường gì hết á nó chỉ cần có đăng nhập là được các em ví dụ bây giờ thầy đang ở trong uh, trang này đúng không thầy thử vào admin xem nó có còn đăng nhập không nhé Ô, quên mắt tiêu tắt rồi thầy vô admin cái coi nào đây nó đang đăng nhập rồi này, này nhá, đăng nhập rồi, thoát luôn đi. Thoát đi. Rồi thoát rồi đó. Bây giờ ở chỗ này này, thầy sẽ làm cái việc là kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì mình mình bắt nó đăng nhập thì làm như nào. Ở ngoài cái view uh, product detail các em. Đây, chỗ form này, này. Các em làm cái việc đầu tiên á a cộng if này. Cái out check. Đó, thế là được rồi. Thế là xong. L L thì làm gì đó mình L thôi không cần níp đâu em níp này có hai trường hợp L thì các bạn có thể để là V4 alert ở đây nó có alert này các em này alert dan g alert gì gì đó chúng ta dùng cái alert dan g cho nào ở alert default đó nào. alert alert rồi ok này đấy. đây trường hợp này nó chưa đăng nhập các em này thấy chưa nó nó nhảy cái eo á Hả? thì mình thông báo là à, chưa à, chưa đăng nhập à đấy à, đăng nhập để bình luận này. đấy click vào đây thì các em để cái thẻ A cho người ta đi đến cái trang login đấy. Đó. Click vào đây để đăng nhập. Hiện tại thì mình chưa có cái home login. Các bạn cứ làm tuần tự tuần tự phần login login nó giống thằng admin á. Các bạn là admin luôn được nữa, không vấn đề gì cả. Ở đây thầy muốn thầy có rồi nên thầy sẽ copy xuống này. Cho đây đăng nhập của người dùng này. Đăng nhập ở đây thì bình thường, không cần phải home gì nữa. Đấy, chỗ này là thành home nhé, home controller này. Rồi chỗ này thì có thành home login này. Đó, home login. Refresh cách nhá à, chưa có cái view đúng không chưa có view thì mình tạo view cho login thầy copy cái view của admin lúc nãy sang là được các bạn ạ đấy chúng ta có view view muốn xịn thì extend thôi extend cái uh, extend cái a còng extend cái main vào đây. Cái master vào đây. Rồi. Season. Rồi, season. Main luôn. Stop vào đây. Chúng ta có được cái view login đây. Nó xịn luôn đây. Đúng không? Đó. Bây giờ đăng nhập nhé. Đăng nhập thì khi kích một cái nó nhảy vào post luôn đó các em. Post đây này, này. Thì thầy đã có rồi. Thầy viết sẵn rồi đây này. Đây thầy để dưới là đây Viết sẵn nó giống nhau nên thầy không viết lại nữa Cái này làm đi làm lại nhiều Đây login đây là Email mật khẩu để nó cuối cùng nó đi về index này Nếu không về này Họ giống giống kia kia à, Test nha Mình mới chỉ có admin thôi đúng không Chưa có thằng nào khác cả Login đó thế là xong nó đăng nhập rồi đó các em bây giờ đăng nhập rồi mình quay sang hiển thị form bình luận đây đó thấy chưa không bình luận mục đích đăng nhập để chúng ta lấy cái thông tin của user khi mình bình luận rồi bây giờ cho bình luận bình luận thì các bạn lại làm cái chức năng bình luận nha post cái bình luận thôi post này comment post comment thôi là được rồi post comment này nó gồm hai thông tin cần phải đưa vô một là cái user id user đi id user, đó. Thứ hai là product. Thầy lấy ID luôn đi, cho nó cho nó trực quan luôn đi. Rồi đóng lại. Một cái tham số nữa, product ID. Đó. Bây giờ bình luận nó liên quan đến thêm mới các bạn ạ. Post comment. Đây chúng ta có cái tên nhé, cái tên là name. Name là home comment đi. Rồi. Nó tham số liền các em. Thế thì uh, trước khi đi vào tham số thầy sẽ tư duy tiếp này. Chúng ta tư duy này cái này liên quan đến insert á, chúng ta kiểm tra model á mình đã đưa thông tin của cái comment này vô trong phiêu bồ chưa chưa có này đầu tiên những cái bảng thiết kế của các bạn nó có cái user id là cái chắc này rồi product id là thứ hai này thứ ba là là cái phần comment của nó đấy thế thôi đúng không trạng thái tự nó vô hết rồi Rồi, nhưng mà trên form mình chỉ cần thêm cái trường này thôi các em. Hãy xem trên form, hãy bỏ bớt đi nhé. Login xong rồi nè. Index xong rồi nè. Main xong rồi nè. Register xong rồi nè. Cái này bỏ đi. À, đây, cái form của mình IPL đây các em. Đấy. Có cái name nhá, cái name này. Ở à, đây name của mình mình có rồi. CSRF này. Đó submit thì nó nhảy đến đấy nó nó xông vô các bạn thế khi submit á, các bạn nhìn thấy submit nhé thầy dùng cái lo RAM này thầy submit luôn đi rồi ui giời. submit rồi nó báo là mình chưa có cái phương thức à the post do not support for product ở à đây cái action thầy chưa có đưa vô các bạn ạ đây nhé rooster Alter. nó là home com common hai tham số mình để ngoặc vuông truyền tham số nha user id trở đến trở đến gì à cái user mình có thể lấy trong section được các em ạ lấy trong section được á cho nên là cho nên mình giảm bớt đi một tham số các bạn section nó lưu được mà nên trên form mình chỉ cần cái product id thôi là được rồi đây, product và cái đi nhé. Thế thì chỗ này thầy cũng không cần truyền hai tham số nhé. Thầy chỉ cần truyền thế này thôi. product Trở đến id. Như vậy là đây của chúng ta đây. Đây thầy comment này. Submit rồi. Bây giờ trong cái controller này chưa có phương thức này thôi. Bây giờ mình có phương thức nhá. Đấy các bạn thấy là mình cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, lại n lần cái việc này thôi mà public function copy xuống đi. Post này. Data thì chúng ta sẽ lấy là comment thôi các em. À, được rồi, thầy cứ lấy theo kiểu mảng đi. Đấy. Là cái dữ liệu trên form này. Bây giờ cái dữ liệu thứ hai cần cho cái data này là gì? Đó là product ID. product ID này chính là cái tham số mà chúng ta lấy được ở trên à, Trên Form các bạn Trên URL ấy Các em nhìn trên URL nó đang có đây này Số 5 này Đấy Rồi chúng ta gắn bằng này luôn Tiếp theo User ID User ID như thầy nói mình có thể lấy từ trong Section Đây Out trò đến yêu chưa trò đến hoặc là outer chọn id luôn nó có cái thuộc tính id luôn các em này phương thức id luôn này cho nhanh này đỡ bị thông quay user nữa đấy các bạn có thể dd nhé để xem xem thông tin trước khi xử lý phía dưới comment đã đó cái comment thì nó lấy like rồi này product id này user ID này được chưa Thế là thành công đủ rồi Cái bảng nó cần thế này thôi mà Bây giờ mở cái comment ra là được Comment nhé Comment thì các bạn cho nó create là xong rồi Quên Comment if If comment create Của cái data thì chúng ta cho nó về ở ờ, back lại đi back back lại đang hiện tại để mình xem là cái thông tin comment coi thông báo cho không hoặc thì nếu không thì cũng ở ừ, đang đóng back cả mà thôi cho back đi back hết nhé yeah. ở đây đáng nghe có hai thông báo thông báo thứ nhất là thành công thông báo thứ hai là lỗi nếu không thành công tạm thời vậy đó rồi bây giờ thầy thả nhá Chìu. rồi nó quay lại rồi game này Dữ liệu thì mình chưa có hiển thị đâu bởi vì nó đang cứng HTML thôi. Các bạn nhìn này. Cái bảng uh, comment của mình á, các bạn xem vào cái bảng comment á. Customer, category này. Comment đâu nhỉ? Đây chứ nhỉ? Mắt với mũi đây. Đó, đó 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 Thế được rồi các okay. em, thích comment bao nhiêu lần cũng được nữa. bây giờ thầy nội dung bình luận này nội dung bình luận này của tôi submit rồi xem nó nó vô này đó xong cái phần bình luận bây giờ lấy thông tin ra các bạn nhé tí nữa mình test một user khác nữa đi bây giờ đang một user test user khác bây giờ lấy bình luận ra này của sản phẩm ra này nó đang ở đây đúng không bình luận nó đang để cứng này, các em này chỗ đây media ở đây nó đang để cứng các em. thầy sẽ bỏ bớt đi đó bây giờ làm sao lấy bình luận cũng giống như là cái sản sản phẩm của cũng giống như sản phẩm của danh mục thì bây giờ là bình luận của sản phẩm thôi đúng không đơn giản mà đấy kem cái chỗ mà đang đưa cái 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 bộ đắc này ra kèm này này chỗ chi tiết sản phẩm này kem lấy mấy cái biến comment nữa à, cho nó thành comment que que cái product id cái đó que cái product id bằng chính cái product này này trỏ id các bạn này đó thấy chưa trong cái bảng comment nó có product id mà thế là xong rồi các bạn con mắc con bắt cái này quá Đấy, quan hệ với nhau nó chỉ có thế thôi mà Ở bên đây á các bạn duyệt cái biến comment này là xong thôi đây nha duyệt cái biến comment này phối cái đây a à, cộng for x dollar comment s dollar com đó thế là chúng ta đưa cái nội dung vào giữa mình duyệt dần dần các bạn ảnh ít cái tí nữa mình sẽ tính sau chắc để, để cứng cái ảnh thôi tên thì tí tính sau nội dung bình luận này các em bỏ bớt cái này đi cho đưa nội dung bình luận vào đó là com com này này trò đến comment đó cho xem nào rồi dữ liệu đúng được các em này dữ liệu chuẩn rồi này, này mình sẽ order by để cho thằng nào được mới bình luận nó lên đầu order by giống thằng này Trò đến order by id dsc là được rồi kia thằng nào bình luận mới nhất lên đầu đó thấy chưa bình luận cái nữa bình luận mới nhất nè Chiu đó là vấn đề này lên liền game đơn giản không chỉ, cũng chỉ là thêm rửa xóa anh em hiểu cái luồng đi nước bước là được bây giờ thầy test một cái bình luận khác của một người khác Canon ship n tạo cái mới rồi nó chưa có đúng không thầy vào đăng ký một tài khoản nào thầy mượn cái trang admin để đăng ký nhé ở bên ngoài thầy chưa có làm á phải làm bên trong admin uh, register này bây giờ thầy sẽ có là user à nguyễn văn uh, trần văn long chẳng hạn lớp mình quay long không long a gmail com một hai ba bốn năm sáu thôi gì mà phức tạp đâu rồi xong rồi quay ra để mà máy này mà đăng nhập với long này sản phẩm này đúng không đó bây giờ nó đang hiển thị hết luôn á đăng nhập Long A còng mail rồi đăng nhập thành công được em đây hiển thị form rồi đây bây giờ là Long Bình luận nhé Đấy, lòng mình luận nhé lên đây các em. Vậy thì vấn đề của chúng ta là bây giờ là hiển thị tên chứ đúng không? Tên các bạn. Hơi bị khó đấy các em Nếu mình không hiểu cái truy vấn của Laravel thì chỗ này hơi bị khó đấy. Chúng ta nhớ mình đang ở cái chỗ này đang ở bình luận này, đang ở comment này. Comment là dữ liệu đúng không? Chúng ta phải vào cái model, cái gì liên quan đến dữ liệu chúng ta vào model các bạn. Tại cái model các em viết mà cho thành một cái phương thức public function đi đến cái trang customer return this head one head one good à, quên user này sorry phải đến user nhé class phải uhm. cái bank user nó có cái trường id á và cái trường hiện tại tham chiếu với nhau hai thằng mới mép với nhau đó user id này đây thầy sẽ user đi đó. rồi thế là thầy như vậy là từ cái bảng comment này thầy đã chiếu lên được cái bảng user thông qua cái hàm này các em thế thì bên ngoài nhá bên ngoài này cái chỗ mà bình luận cái tên đó các em này nguyễn văn a này này đang ở com này các em nhớ này đang ở com này thầy đi lên user và thầy lấy cái name này đó được chưa? lên user là cái name. Đấy. hãy chưa? Long nè Admin manager bạn làm bị mình mấy cái này. Như vậy là tên nội ảnh các thứ vẫn lấy bình thường nếu có ảnh nhá. Do mình không có ảnh thôi thì ngày bình luận nữa. Cho cái ngày phía dưới cho nó hoành tráng này. À, ngày bình luận là Chris tật S đến cái Chris S thì đưa ra được thông tin ngày thôi các em. Bây giờ mình muốn cho nó định dạng cho đẹp thì format này nhìn này nhé format ngày tháng năm đúng không d suộc m suộc y lớn đó cứ dạ thiếu nháy thừa nháy đây gì mà thừa lung tung rồi, hình như lối lỗi rồi đây đó ngày bình luận đấy hoặc em để cái ngày bình luận ngay trên cái tên cũng được làm sao cho gọn cái chỗ dưới này bớt đi chút như này hình thường thầy để thế này này bên cái tên nhé nó có cái phần là small nhỏ hơn đó như này bỏ à. cái này đi đó, đó kiểu vậy đó rồi như vậy cái bước bình luận mình đã xong xóa trừ cái dấu gì đây bây giờ bước cuối cùng trong cái bài tập đó là mình thích trách quyền các bạn ạ chỉ có cái người đang đăng nhập ví dụ hiện tại đây là admin đăng nhập bên đây còn long này đăng nhập bên đây đây bên này là long này thì chỉ có long mới xem được mới có nút sửa và xóa thôi còn không xem được cái sửa xóa của cái thằng admin này thôi đúng không ạ không có đó, hiểu hiểu vậy nhé thế làm sao đó là phần ghét các bạn ghét chúng ta định nghĩa như sau nhìn này ghét trong cái app này provider này author service provider định nghĩa đây get có sẵn rồi chưa có à ở à đây tí nữa mình tự làm tự mở ra get này đấy tự mở ra em này này nhá không biết đúng cái này không nha sau này là space đây là cái này không biết có đúng không thôi cứ lấy đi kệ nó get define Đi file không phải debug đâu, đi này này. Wow, 4 chấm mà thành cái dấu gì đấy. Define file. á. Chúng ta sẽ đưa vào đây đầu tiên là tên. Tên của à, tên của cái đó, tên của nó thì tôi thích là Ví dụ thầy tôi bảo là is me đi đó is me <laughs> đó chính là tôi ví dụ thế à, mai comment đi ví dụ thế mai comment bên đây là cái function các bạn function là mình cần hai tham số tham số đầu tiên là cái you you giờ cái này tự nó sẽ có này tham số thứ hai là cái common biến common ở đây bây giờ mình tin tên khi nào thì được phép chúng ta sẽ return nếu như cái use use trò đến id có cái id của nó các em id của user này mà bằng bằng với cái common này này có cái user id Nếu hai thằng có cái Ô cái này bị làm sao nhỉ À Thầy nghĩ là do thằng này Không phải ghét này Bỏ ghét này mà dùng ghét này Đấy thì đúng hơn Rồi đúng rồi nhá Ghét kia tự nó vô không chuẩn các bạn Lấy ghét mặc định nó import sẵn đấy rồi nhá rồi, thế là chúng ta có cái my common, ghét nha. Bây giờ ra ngoài này ra ngoài thì muốn biết nó mai có hay không thì người ta chỉ cần khen thôi là xong rồi chỗ mà có ai nút này nè đấy nhá a cộng can my comment đây user mặc định bây giờ mình truyền cái bincom vào đây com phía thế nào nhé đây đây com này của mình này đó and can Rồi Test cái coi Đó thấy chưa Bên này thì ông không phải ông Long mà chỉ có ông admin thôi chứ Xem bên đây Bên này là ông Long đúng không Đấy ông Long xem được của ông này còn những ông khác không xem được Thấy chưa Đấy là về cái phần ghét cái ghét này nó kỹ đến cái mức độ là là từng cái từng cái 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 ID của từng bài viết một đó các em ạ. Trong một đống này phân quyền được như vậy đương nhiên trong trường hợp các bạn muốn phân quyền chung chung á thì cái chỗ ghét này các em không định nghĩa nó rõ đến mức này các bạn chỉ cần đến tham số đầu tiên thôi còn trong này return cái gì là do mình đúng không chỉ cần nó ra trả về tru là được các bạn rồi